Lưu ý trước khi xem chuyện, đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Thế giới thật sự rất lớn, đặc biệt là khi ở cảnh giới hiện tại, thậm chí làm cho Mạc Phàm cảm thấy bản thân vừa mới tiếp xúc với diện mạo chân thực của thế giới, giống như một con bướm vừa mới phá kén, bay lên ngọn cây mới biết đại thụ mình dựa vào vẻn vẹn là một cái cây. Xung quanh là một vùng rừng rộng lớn, bên ngoài núi rừng còn có sa mạc biển rộng, còn có tinh không vô ngần đương nhiên những điều này không phải là mặc phàm vào giờ phút này có thể thăm dò cùng cân nhắc mặc thù cánh thành bướm còn có một ít ác điều đang nhìn mình chằm chằm mặc phàm cần chống lại những ác điều này thì mới có tư cách chậm rãi linh hội không được lời thề thần ngữ mở ra từ bản nguyên linh hồn mình trừ khi hiện tại bóp nát bản nguyên linh hồn nếu không sẽ vĩnh viễn chịu áp chế từ lời thề thần ngữ chẳng trách không có mấy người thánh thành dám dùng dụng hình với mình lời thề thần ngữ này xác thực lợi hại mặc phàm tìm được gốc phù du hồn những tiểu lang của hoàng văn thương lang chỉ cần ăn một phù du chi hồn nho nhỏ thì có thể trực tiếp lột xác thành cấp thống lĩnh thậm chí đại phù du đều có xác suất nhất định sinh ra cấp quân chủ, ít nhất có thể nặn ra quân chủ chi hồn. Bát hồn của Mạc Phàm đã rất cường đại, tụ hội lực lượng bát hồn phá tan gông xiềng của lời thề rất vất vả, suýt nữa thì van nát linh hồn của mình. Nếu như người khác trói buộc linh hồn của mình bằng ma pháp, lấy cảnh giới tinh thần cùng cường độ linh hồn hiện tại của Mạc Phàm thì đánh vỡ dễ dàng, nhưng lời thề ngữ là do tự mình niệm. Đầu nguồn thần chú là linh hồn của mình, muốn tự đánh vỡ lại độ khó rất cao cũng khó trách thần chú cổ lão này lại được thánh thành dùng làm thủ đoạn tự trục lỗi người niệm thần chú này chẳng khác nào tự phế đi tất cả tu vi của chính mình nếu những phù du này có thể hút những linh hồn bị gông xiềng quấn quanh thì tốt ừ ừ ừ mình biết rồi mình biết rồi đột nhiên mặc phàm kích động hét lên một tiếng a o o trong lang cốc theo Mạc phàm hét mấy ngàn bạch lang cùng thủ lĩnh tinh thần tùy tùng chúng gầm lên triệu hoán vị diện không trăng sói chu ngập trời làm lũ tiểu ma trùng tiểu yêu thú trong phạm vi mấy chục cây số sợ hãi run rẩy các ngươi hống cái gì yên tĩnh một chút cho ta mặc phàm tức giận mắng trong lúc nhất thời cả bầy sói cúi đầu xuống vì giảm bớt lúng túng từng con thẻ lưỡi lộ ra mấy phần hàm hậu cùng dễ thương ngốc nghếch các ngươi tiếp tục khai cương khoáng thủ cho trẫm trẫm muốn mặc phàm bàn giao cho hoàng văn thương lang cùng đám phệ nguyệt thương lang khác hoàng văn thương lang cùng đám phệ nguyệt thương lang nghe mặc phàm phái đi càng không nhịn được mà kêu lên lang cốc chính là quân đội đế quốc của mặc phàm không biết đã san phẳng bao nhiêu ma chủng đã ức hiếp lang cốc trong mấy tháng ngắn ngủi hoàng văn thương lang cùng đám phệ nguyệt thương lang dưới trướng đã chiếm lấy mảnh hắc tích đại địa này tự giao sinh hoạt như áp bá một phương Mạc phàm vừa đi chúng nó như rắn mất đầu không chắc sẽ dẫn tới một ít ma chủng càng mạnh hơn đến lúc đó thất bại hoàn toàn không sao các ngươi thực sự không chịu nổi thì đi phía tây tới thiên tộc tinh linh tháp tìm đại ca lôi ti của các ngươi ta đã chào hỏi qua nó sẽ che chở cho các ngươi Mạc phàm nói lôi ti là sinh vật triệu hoán của mặc phàm trong thượng cổ ma môn lúc ở đảo hà có thể nói là nó đại hiển thần uy trải qua mặc phàm một phen gồ sửa hơn nữa chinh chiến triệu hoán vị diện lôi ti hiện tại đã là đại lôi ti thực lực có thể liều một trận với bất kỳ đại xà chỉ cần đám lang cốc không gặp phải ma trùng cấp đế vương đại lôi ti hẳn là có thể đối phó được mạc phàm nói như vậy mới làm lão lang yên tâm thiên tộc tinh linh tháp ở vùng đất này tính là trong thành phố chỗ chúng nó ở tính là nông thôn có thể nói chỗ dựa là đại ca trong thành phố tất cả lại dễ nói ta muốn phù du hồn thụ các ngươi tiếp tiếp tìm cho ta biết chưa mạc phàm nói với hoàng văn thương lang gào gừ hoàng văn thương lang chắc chắn sẽ không quên đạo hoàng mệnh này phù du hồn thụ hiện tại chính là sữa bột tốt nhất của bát hồn cách phù du hồn thụ càng lớn dinh dưỡng càng đủ không tốn nhiều thời gian, hệ thứ 9 cùng thứ 10 của Mạc Phàm muốn sinh ra, giả như có thể sống qua thẩm phán lần này của Thánh Thành thì nhất định phải chuẩn bị sữa bột sung túc, vừa nhắm mắt rồi mở mắt ra đã hết một ngày. Tổ Hướng Thiên đầy mặt tanh tưởi đi vào sân, đem thức ăn trong hộp đặt trước mặt Mạc Phàm. "Làm sao mày không gọi lẩu tứ xuyên luôn đi?" Tổ Hướng Thiên nén giận trong bụng. Đang ngủ say bị gọi dậy mang một phần ăn khuya cho người ta, lại còn là một nhà hàng Trung Quốc trên đường nhỏ hẻo lánh ở quảng trường số 12 Thánh Thành. Tên Mạc Phàm này có vấn đề về đầu óc à? có lý lần sau mày mang bếp đến rồi chúng ta ăn lẩu mặc phàm gật đầu quả thật có chút thèm lẩu ha 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 tổ hướng thiên ngoài mặt cười nhưng trong lòng thì không mày ăn một chút không lão tử không thấy ngon miệng nhấc theo một hộp rác tổ hướng thiên tức giận còn chưa tan sau đi ra khỏi thánh điện dọc đường đi về nhà tổ hướng thiên thấy một thùng rác cho nên vứt luôn rác vào bên trong rất nhanh tổ hướng thiên đã đi xa nhưng bên cạnh thùng rác đang lắc lư xuất hiện một bóng người người đàn ông thon dài sắc mặt người này tái nhợt môi đỏ tươi gò má giấu bên trong cổ áo dựng lên vành nón cũng rất thấp không dễ thấy dung mạo. Trên tay đeo găng tay, thò tay vào thùng rác tìm hộp rác kia, rồi nhanh chóng biến mất khỏi màn đêm thánh thành. Một tháng trước đại thiên sứ Michael cùng đại thiên sứ Remien không cho phép mặc phàm với Saga bất kỳ tiếp xúc nào. Mấy tháng nay Saga có chút khổ, là một đại thiên sứ mới trở về thánh thành không lâu, đã bị những lão đại thiên sứ kia sỉ nhục nặng nề, tất cả mọi người đều biết Saga đứng bên phía mặc phàm. Cùng với nói tìm kiếm bằng chứng phạm tội để mặc phàm mất đi tín nhiệm của mọi người, chẳng bằng là nói những đấu tranh là lão thiên sứ lấy sạch quyền lực của tân thiên sứ Saga một khi quyền lực của saga trong thánh thành bị lấy hết mặc phàm trong thánh thành khó mà bảo vệ mình không cách nào liên lạc được với saga mặc phàm chỉ có thể dùng cách này truyền tin tức Giác ăn uống mà tổ hướng thiên mang ra ngoài cũng là cách mà mặc phàm liên lạc với bên ngoài mặc phàm biết những người bên cạnh mình cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn bọn họ đang cố hết sức tranh thủ để phán quyết cuối cùng có lợi cho mình mà quan trọng nhất bây giờ là mặc phàm nghĩ tất cả cách phá bỏ lời thề thần ngữ lời thề thần ngữ là bùa bảo mệnh cũng là bùa đòi mạng vì mình tranh thủ thời gian đủ nhiều nhưng cũng sẽ để mình chết mà không có phản kháng Trùng cốc núi Hạ Lan, trong đường tối thánh thành, Liễu Như mở ra ám ngữ Mặc Phàm để trong hộp đồ ăn. Trùng cốc núi Hạ Lan, đây là chìa khóa mà Mặc Phàm cần gấp. Nhưng Liễu Như không biết trùng cốc núi Hạ Lan có gì, trước tin báo tin tức này cho những người khác. Tôi biết Mặc Phàm cần gì, để tôi đi tìm mục bạch hiểu ý Mặc Phàm để lại. Trùng cốc núi Hạ Lan, những trùng cốc kia có thể hút lực lượng linh hồn, những sa trùng quỷ dị này đuổi Mặc Phàm cùng mục bạch qua mấy thảo nguyên lớn lại là chìa khóa của Mặc Phàm. Sa mạc Sahara Sa cốc dài hướng về ánh mặt trời hiện ra cầu vồng đỏ thấm bọ cạp sắc thái mỹ lệ càng làm cho sa mạc này tăng thêm vài phần huyền bí mà ẩn sau những tia sáng kia càng như là khu vực hư vô xa tích vừa vặn trở thành đường ranh giới hoàn mỹ chia cồn cát màu đỏ cùng xa cốc màu đen thành hai thế giới trong xa cốc màu đen có một người phụ nữ da rẻ màu đen đầu quấn vải toàn thân khoác áo lụa màu vàng đang đi bộ ra khỏi thế giới tối tăm đứng trên xa tích đón ánh mặt trời hào quang chiếu rọi vào người những oán linh sa mạc kia quấn quanh trên người cũng trong chớp mắt tan thành mây khói cùng phong diễn tấu trên thân phác họa ra dáng người thon dài. Phốc đát phốc đát phốc đát trên bầu trời có một con vẹt trắng bay về cô gái ngăm đen này, người phụ nữ hơi giơ cánh tay lên để con vẹt trắng này vừa hai đậu xuống. Chết rồi, thánh ảnh chết rồi, có người giết chết thánh ảnh, có người giết chết thánh ảnh, không thể tha thứ, tội ác tay trời vẹt trắng không ngừng lặp lại lời nói. Đoạn Lạc Thiên Sứ, người phụ nữ da rẻ màu đen hỏi, "Không phải, không phải, chết rồi, thánh ảnh chết rồi, có người giết thánh ảnh, tội ác tày trời, không thể tha thứ vẹt trắng tiếp tục nói." Oán linh Sahara đã chết, chúng sẽ không dâng lên xa hóa pháo đài, nhưng chúng chỉ là một đám trinh sát. Sâu trong Sahara có một chúa tể đang nhòm ngó đất của nhân loại, nhất định vài chục năm nữa sẽ có hành động. Ghi những câu này của ta vào trong nguy kinh, ghi vào văn hiến sứ mệnh thiên sứ người phụ nữ da rẻ đen nói với vẻ trắng. Vẻ trắng lập tức lặp lại những lời của cô gái ngăm đen. Được rồi, chúng ta đi giải quyết chuyện trước mắt, thánh ảnh chết kia tên gì người phụ nữ da rẻ màu đen hỏi. Thánh ảnh khắc giã. Không phải do chúng gây nên, vậy ai có gan mưu sát thánh ảnh như vậy? đem văn án khắc giã chấp hành trước đó cho ta sau khi trở lại thánh thành ta sẽ lập tức điều tra rõ chuyện này người phụ nữ da rẻ màu đen nói oa wow, oa wow, phía sau phía sau thật đáng sợ vẹt trắng đột nhiên sợ hãi đập cánh suýt nữa ngã vào trong cát người phụ nữ chậm rãi xoay người nhìn phía sau ánh mắt nhìn quần cuồng cát một nửa màu đen một nửa màu đỏ quần cuồng cát liên miên vô tận nhưng nơi xa nhất từ từ hiện ra ma ảnh ma ảnh kia đang đạp lên bão cát màu đỏ hai mắt trong xa khiếu điên cuồng cuồn cuộn càng thêm lóng lánh tựa như tia chớp màu xanh cách rất xa làm cho người ta cảm giác chấn động Vệ trắng đã sợ đến mức nói năng lộn xộn, cô gái ngăm đen không sợ hãi sừng sững trên xa tích. Xem ra ngày về thánh thành của chúng ta lại chậm vài hôm rồi, chủ nhân Sahara không hy vọng ta đưa ý đồ của nó ra bên ngoài người phụ nữ nói. Đáng sợ, đáng sợ, thánh thành, sân cỏ dại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen mỹ lệ. Mặc Phàm bắt đầu có chút nhớ bên ngoài, đặc biệt là trong lòng còn đang lo lắng cho một người, cũng không biết là bây giờ ra sao. Bắc thành là thành núi, buổi tối tới nơi chưa có ánh đèn thành thị ô nhiễm nhìn bầu trời đêm, diện mạo bầu trời đêm đẹp nhất sẽ hiện ra trước mắt những ngôi sao lấp lánh như kim cương dày đặc nhìn qua đưa tay là có thể chạm tới mặc phàm bị hạn chế tự do tiếp sau đó cái gì cũng gần như bị hạn chế hiện tại mặc phàm không tiếp xúc được với bất kỳ người nào ngay cả tổ hướng thiên đưa đồ ăn cho mình cũng không thấy tựa hồ như do áp bức thánh thành mang tới mặc phàm bắt đầu thưởng thức cảm giác cô độc từng ngày trôi qua thánh thành cũng đang tạo ra màn kịch vì mình khả năng mình có đủ trọng lượng bọn họ muốn đào một cái mộ huyệt khá lớn thì mới chứa được mình mới có thể thật sự đóng nắp quan tài đá thực tế mặc phàm cũng không sợ đã hành tẩu suốt một năm ở hắc ám vị diện suýt chút nữa còn thích ứng được với không khí nơi đó mặc phàm chỉ lo lắng cho vài người chỉ cần nhớ lại một chút khuôn mặt nhiều người sẽ hiện ra trước mắt mình càng như vậy càng không thể tùy ý phụ lòng sinh mệnh của mình mặc phàm ra tòa thánh ảnh brook cao giọng quát lớn thánh ảnh brook gần như 24 mươi phần hai canh giữ ở sân cỏ dại mặc phàm vĩnh viễn không thấy được bóng dáng người này nhưng biết là hắn chỉ ở trong sân liên tục nhìn nhất cử nhất động của mình dù là mình hắt xì một cái thì hắn cũng sẽ báo cho đại thiên sứ michael Michael chưa từng xuất hiện, thậm chí đến bây giờ mình còn chưa thấy Michael. Có thể là Michael quan tâm tới sống chết của mình nhất, thậm chí Mạc Phàm còn bắt đầu hoài nghi tất cả những thứ này là chủ đích của Michael. Ta cần mặc Âu phục không? Mạc Phàm hỏi. Tùy ngươi Brook đánh giá Mạc Phàm một phen, lại nói thêm một câu ngươi mặc Âu phục thì lúc đưa vào quan tài cũng đỡ phiền một chút. Ta ra tòa thẩm tra, không phải là đi tới pháp trường Mạc Phàm nói với Brook. Thế có khác gì nhau, ngươi cũng biết giờ chết sắp tới, người đối nghịch với thánh thành xưa nay không thể sống sót rời đi Brook nở nụ cười, lộ ra hàm răng vàng của kẻ nghiện thuốc lá ta cảm thấy là thánh thành đang đối nghịch với ta mặc phàm nói ngươi giết thiên sứ tuần du bất luận là lý do gì ngươi cũng không thể sống sót ngươi tự cân nhắc một thoáng thiên sứ tuần du chấp trưởng nhân gian bọn họ là người trí cao vô thượng mà lại vô tư vô ý nhất thế giới nếu như người giết thiên sứ tuần du thiên sứ vẫn sống trên thế giới này vậy thánh thành sẽ thành ra cái gì thánh thành mấy ngàn năm qua vẫn đang nỗ lực kéo dài nhân loại sở dĩ ma pháp huy hoàng được như hiện tại các ngươi có thể sống an nhàn trong thành thị không bị yêu ma ăn tươi nuốt sống đều là vì thánh thành vì pháp tắc thánh thành ngươi dám phá pháp tắc thánh thành làm sao lại không phải là đang đánh đổ văn minh ma pháp mấy ngàn năm qua của nhân loại lại làm sao không phải đang đối nghịch hiệp hội ma pháp nam châu làm sao không phải đứng về phía đối lập với nhân loại Brook nói một hơi rất nhiều trong giọng nói càng mang theo kiêu ngạo cùng tự hào bản thân là thành viên thánh thành vậy ta nên làm như nào nếu là ngươi một đại thiên sứ tuần du muốn hãm hại ngươi muốn giết ngươi lại càng không tiếc sát hại vô số người vô tội ép ngươi phải ra tay mặc phàm hỏi Brook. rất đơn giản ngươi không nên giết sariel dù cho sariel dùng phương thức ác độc nhất ngươi cũng có thể để sariel sống dù ngươi gặp phải bất công ngươi cũng có thể giữ tính mạng của sariel lại ngươi giao sariel cho đại thiên sứ michael xử trí chỉ có michael mới có quyền giết thiên sứ khác còn ngươi thì không trên thế giới lại càng không có bất kỳ người nào chỉ có michael thôi ngươi hiểu chưa rúp lấy giọng điệu giáo huấn nói mặc phàm cảm thấy buồn cười cuối cùng vẫn là michael đầu cầu tạp chủng này vậy đại thiên sứ trưởng vĩ đại bảo đảm thế giới nhân loại ngàn năm hòa bình lần về thánh thành tiêu diệt một vị vong linh đế vương càng lấy thủ đoạn khiến người buồn nôn ép chảm không hiện thân làm cho chảm không cùng tần vũ nhi không cách nào sống tiếp trên thế giới này đại thiên sứ trưởng Michael. Mặc phàm hết sức hoài nghi Sariel bị Michael sai khiến, mới nghĩ ra chiêu số nham hiểm như vậy, khiến mình trở thành tà thần, khiến cho mình phải xuất hiện dưới ánh đèn thánh thành từ sớm. Nếu không phải Saga dạy mình lời thề thần ngữ, cũng kiến nghị mình tự chui đầu vào lưới, dựa vào dư luận để kéo dài thời gian, đại khái ngày hôm sau mình trở thành tà thần. Đại quân thánh thành sẽ khống chế tất cả người bên cạnh mình, để mình giống như chẳng không mất đi quyền tồn tại trên thế giới này. Chuyện gì Michael cũng làm được, Tân Vũ Nhi là ví dụ tốt nhất, Mạc Phàm không thể để bản thân rơi vào cục diện hoàn toàn bị động, đặc biệt là đại quân thánh thành dựa vào điều tra tên tuổi để động thủ với người khác, Mạc Phàm đổi áo sơ mi sạch sẽ. Đã anh tuấn tiêu sái thì áo sơ mi rất bình thường cũng tôn lên được vẻ xa hoa bất phàm của mình. Ngày hôm nay ra tòa, cụ thể là thẩm lý tới giai đoạn nào chính Mạc Phàm cũng không rõ lắm, thánh thành đang thao túng tất cả, khống chế định hướng dư luận, hơn nữa quyền lực của Saga hoàn toàn bị treo, Mạc Phàm như một miếng thịt nằm trên thớt. Đi tới thánh đỉnh, Mạc Phàm đứng ở trung tâm, như thải tước trong lồng chim xa hoa bị người ta bình phẩm, người xung quanh cũng thấy được mà mình cũng sẽ đối mặt với thần quan thẩm lý vụ án lần này. Thần quan đều đến từ thánh tài viện. Ở tình huống bình thường thần quan có thể quyết định tội trạng của bị cáo, phần lớn ác đồ đều do thần quan định đoạt, mà Mạc Phàm biết rất rõ thần quan thánh tài viện này cũng chỉ là trang trí, có thể quyết định mình vô tội rồi phóng thích, hoặc ném vào vực sâu hắc ám chính là những người nắm giữ viên đá trắng đen kia. Lãnh Linh Linh, cô đại diện cho liên minh thợ săn liệt kê ra những sự kiện treo thưởng cũng không được tính là chứng cứ cho tính cách nhân phẩm của Mạc Phàm. Tổng sở đều biết thợ săn đều là mưu lợi, tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng nguy hiểm cũng là vì khoản tiền thưởng cách xù vì thế sự kiện nghịch trú xác thực tạo cho nhiều phiền phức cho vùng duyên hải rất nhiều quốc gia nhưng chúng tôi có thể lý giải mặc phàm vì tiền thưởng cũng không phải là vì làm việc thiện Rimien đảm nhiệm chủ thần quan nói sự kiện ôn dịch ở Croatia chúng tôi không nhận bất cứ tiền thù lao nào linh linh nói đó là phân thân hồng ma dẫn tới chúng tôi có thể lý giải là mặc phàm tự biên tự diễn Rimien nói tiếp buộc tội cần chứng cứ không cách nào chứng minh được mặc phàm tự biên tự diễn thì đó không phải là tự biên tự diễn linh linh nói chúng ta không có chứng cứ thế nên không đề cập tới chuyện này được rồi lãnh linh, linh ngày hôm nay chúng ta thẩm lý sự việc thiên sứ tuần du sariel bị sát hại căn cứ theo điều tra của chúng tôi thì cô cũng xuất hiện ở hiện trường sát hại vì thế chúng tôi không nhận bất kỳ chứng cứ nào mà cô điều tra rimien không chút khách khí nói toàn bộ song thủ các bị sariel phá hủy không một ai sống sót chỉ có tôi tận mắt thấy nếu như tôi không thể làm nhân chứng vậy thì ai làm chứng được linh linh hỏi ngược chúng tôi đã điều tra xác thực song thủ các bị phá hủy dưới ma pháp của sariel nhưng căn cứ theo những gì một ít về trắng báo lại mấy ngày trước khi sariel tử vong song thủ các bị hồng ma chiếm lĩnh tất cả mọi người trở thành ký sinh của hồng ma nếu như ôn dịch ở croatia là do hồng ma tự biên tự diễn thì điều này cũng có nghĩa mặc phàm có thể tự biên tự diễn sariel ý thức được song thủ các sắp thất thủ vì để phòng ngừa những ma đầu đông thủ các đi vào trong xã hội mới phá hủy song thủ các bị khống chế này rimien tiếp tục nói như cái máy linh linh hít thật sâu tận lực không để cơn giận của mình bộc phát ở thánh đình này thánh đình thật sự vô liêm sỉ bọn họ hiện tại tỏ rõ thái độ với phiên tòa bọn họ muốn chứng cứ gì đó không thèm để ý linh linh đã đi tới cố đô bắc cương mado ai cập núi anper thánh học phủ ojos tổng cộng nhân chứng vượt quá ngàn người bọn họ tận mắt thấy mặc phàm nhiều lần cứu vớt cư dân thành thị hơn nữa ngàn người này đại diện những quần thể kia vì để chứng minh ác ma hệ của Mạc phàm không tạo thành bất cứ uy hiếp nào mà dùng loại sức mạnh này cứu nhiều người sau khi ghi chép cùng lấy chứng cứ hơn một tháng thánh thành lại không để ý tới những lời chứng minh của những người này bọn họ cuối cùng lấy lý do mặc phàm tiến hành làm hung ác ở dubai lật đổ tất cả những việc Mạc phàm đã làm hơn nữa càng lấy lý do mặc phàm tiến vào hắc ám vị diện phán định mặc phàm từ lúc đó đã bị sinh vật hắc ám làm cho ô nhiễm linh hồn xác thực lúc đó mặc phàm ở tháp pháp sư dubai giết không ít người mà những người kia căn bản là chó của tô lộc đồng thời cũng là thành viên hiệp hội ma pháp chính thống hành vi bạo lực này để đoàn làm nhân chứng khổng lồ của mặc phàm mất đi tác dụng mặc dù mặc phàm có đủ loại lý do như những người vi phạm công ước cũng có thể giao cho thánh thành xử lý chứ không phải là mặc phàm xử quyết như vậy ngay cả cơ hội điều tra chân tướng của chúng tôi cũng không có nói ngay như việc bắt mặc phàm giả như thánh thành vừa thấy mặc phàm đã trực tiếp xử quyết chẳng phải là cơ hội đứng đây mặc phàm cũng không có chúng tôi hiểu rõ sự thật chúng tôi duy trì công chính vậy nên mặc phàm cũng phải cho những người kia có cơ hội đứng ở chỗ này tiếp nhận thẩm phán không phải trực tiếp xử quyết ông thấy những lời này có đúng không tổ thần quan nói xong những lời này Remy Anh cố ý nhìn về phía thần quan tổ hoàn nghiêu tổ hoàn nghiêu là thần quan đại diện cho trung quốc từ lúc mở phiên tòa không có nói câu nào lúc này linh linh căm tức dị thường lão tổ hoàng nghiêu này đúng là vô dụng hoàn toàn chính là một con chó cao cấp của Thánh Thành, cho tới nay không làm cái gì có lợi cho Mạc Phàm. Tôi cũng không ủng hộ lời giải thích này của Ngài Tổ Hoàn Nhiêu đột nhiên mở miệng. Đại thiên sứ Rimien lộ ra mấy phần nghi hoặc, nhưng vẫn ra hiệu cho Tổ Hoàn Nhiêu nói tiếp. Chuyện ở Dubai không phải đại thiên sứ Saga vẫn đang xử lý sao? Mạc Phàm cùng Saga đều là học viên của Phùng Châu Long hội nghiên cứu Trung Quốc, mà Phùng Châu Long tham gia hội nghị ở Dubai cùng các học giả của các hội nghiên cứu hiệp hội ma pháp khác đều bị sát hại tàn nhẫn lúc đó thiên sứ tuần du saga cũng bị uy hiếp tới tính mạng chẳng lẽ không mời đại thiên sứ saga làm rõ chuyện này tổ hoàn như tiếp tục nói đại thiên sứ saga đang xử lý những việc khác tạm thời không thể ra thánh đình rimien nói saga có thể ra tòa hay không thì cũng không quan trọng nhưng chuyện ở dubai có thể lý giải mỗi một người mà mặc phàm giết đều là đang bảo vệ thánh thành tổ hoàn Nhiêu nói sao lại là bảo vệ thánh thành mặc phàm giết những người làm hại saga chẳng khác nào là bảo vệ thiên sứ tuần du bảo vệ thiên sứ tuần du không phải là bảo vệ thánh thành sao nếu nói thiên sứ tuần du tạm thời không đại diện cho thánh thành như vậy tranh đấu giữa mặc phàm cùng thiên sứ tuần du sariel không có quan hệ với thánh thành mặc phàm cũng không phải tuyên chiến thánh thành cho nên vụ án này có thể chuyển cho hiệp hội ma pháp châu á chúng tôi xử lý tổ hoàn nghiêu giữ thái độ bình tĩnh nói rimien cùng mấy vị thần quan khác sau khi nghe xong đều không khỏi sửng sốt tổ hoàn nghiêu thời gian dài trước đó đều không lên tiếng làm sao mở miệng đã biến thành thế này chuyển giao cho hiệp hội ma pháp châu á xử lý nói chuyện cười gì vậy hiệp hội ma pháp châu á chính là hiệp hội ma pháp duy nhất không ủng hộ thánh thành tiến hành thẩm phán mặc phàm đưa mặc phàm cho bọn họ thì chẳng khác nào vô tội phóng tích được lắm tổ hoàn nghiêu hóa ra là vẫn chờ ở chỗ này thiên sứ tuần du đại diện cho thánh thành cũng không có khả năng chuyển mặc phàm cho hiệp hội ma pháp Premier nói như đinh chém sắt vậy chuyện mặc phàm làm ác ở dubai cũng không thành lập ác ma hệ của mặc phàm vẫn được phán định là sức mạnh có thể khống chế mà trước đó có đoàn đại biểu hướng về thánh thành tuyên thệ cũng chứng minh mặc phàm là người chính trực lương thiện một người chính trực lương thiện dùng cấm thuật có thể khống chế cái này không thích gọi là trung cực ly tai giả nhiều nhất là lạm dụng cấm thuật tổ hoàng nhiêu thành thạo nói ra những logic này lời nói này để những thần quan khác bồi thẩm phán cùng với đại chúng ở thánh đình đều im lặng ai nghĩ được thần quan đại diện châu á đại diện trung quốc lại đứng về phía mặc phàm hơn nữa nói rất có căn cứ hợp lý hầu như không phản bác lại được linh linh kinh ngạc nhìn tổ hoàng nhiêu hóa ra lão già này là người phe mình mấy vị thần quan hai mặt nhìn nhau bọn họ trong lúc nhất thời không tìm được lý do khác để phản bác những lời này của tổ hoàng nhiêu lạm dụng cấm thuật Tội danh này không cùng một đẳng cấp với cái mà bọn họ muốn định cho mặc phàm, lạm dụng cấm thuật mà không làm người bị thương người khác thì không cần ngồi tù. Hôm nay thẩm phán tới đây, bồi thẩm quan cùng những thần quan khác xin hãy ở lại. Những người khác có thể rời đi. rimien phát hiện tình huống không đúng, lập tức ngưng thánh đình lần mang. Cũng không thể tiếp tục thương thảo với dòng suy nghĩ của tổ hoàng nghiêu. Vạn nhất ngôn luận lần này của tổ hoàng nghiêu ảnh hưởng tới bồi thẩm đoàn khác, một thần quan nào đó, bọn họ muốn thông qua nghị án đánh vào địa ngục hắc ám là có thể hoàn toàn thất bại. Cái gì mà tù trung thân, phế bỏ ma pháp, giam giữ thánh thành những thứ này không phải kết quả mà thánh thành mong muốn người nắm giữ ác ma hệ như mặc phàm dù cho là chặt đầu thị uy không chừng còn có thể thông qua một ít ma pháp tà ác cải tử hoàn sinh nhất định phải chấp hành tử hình hắc ám như văn thái vậy vĩnh viễn không vươn lên được nhưng rất nhiều quốc gia dân chủ châu âu đã lần lượt bỏ tử hình càng không cần phải nói thánh thành muốn chấp hành đưa linh hồn người chết vào trong địa ngục hắc ám không phải tội ác tài trời nhân thần cộng vẫn thì căn bản không khởi động được phán quyết này vì thế tất cả thẩm phán đều phải theo hướng của bọn họ bất luận là phân đoạn nào cũng không cho phép có người cố ý phá hoại như vậy chấp hành phán quyết của bọn họ sẽ có chút sai lệch mọi người tàn đi tổ hoàng nghiêu mặc thần quan trường bào dày nặng theo cầu thang thánh đỉnh đi xuống tổ hướng thiên đứng một bên chờ tổ hoàng nghiêu ông cháu nghe nói ông đang biện hộ cho hắn tổ hướng thiên có chút bất mãn nói tin tức truyền đi rất nhanh tổ hoàng nghiêu biện hộ chẳng mấy chốc sẽ lan rộng toàn thánh thành truyền vào trong tai mỗi một người quan tâm chuyện này bởi lập trường của tổ hoàng nghiêu đã cực kỳ rõ ràng tổ hoàng nghiêu không còn là một đại nghị trưởng hoàn toàn nghe theo thánh thành sắp xếp lập trường đã đứng ở bên trung quốc cố hết sức bảo vệ mặc phàm hàn giết thiên sứ tuần du là sự thật muốn tẩy đi thì không có khả năng, vì thế chúng ta đã không thể từ tội danh này thay đổi được gì, chỉ có thể ra tay từ kết quả phán định, chỉ cần không phải vào địa ngục hắc ám thì những kết quả khác có thể chấp nhận tổ hoàn nhiêu nói. Tổ hướng thiên nghi hoặc, vốn tưởng ông không chút do dự nào đứng chung với đại thiên sứ thánh thành, cùng đưa đại ma đầu Mạc Phàm vào trong địa ngục. Dù sao Mạc Phàm nắm giữ sức mạnh có thể uy hiếp được quá nhiều người, hơn nữa Mạc Phàm cũng là một kẻ điên không có bất kỳ điểm mấu chốt nào, can thiệp tới lợi ích của quá nhiều người. Ông, cháu không hiểu, ông tốn mấy chục năm mới đặt chân ở thánh thành, nắm giữ địa vị ở hiệp hội ma pháp châu á ở thánh thành không thể lay động tại sao trong chớp mắt lại bỏ thánh thành bỏ qua đại thiên sứ michael cùng đại thiên sứ rimien hai vị đại thiên sứ đều hy vọng mặc phàm biến mất khỏi thế giới này ông không thuận theo ý của bọn họ chẳng phải là đánh mất con đường làm quan của mình tổ hướng thiên nói những lời từ đáy lòng mặc phàm là kẻ thù của bọn họ không phải là minh hữu tổ gia của bọn họ vì sao phải vì một kẻ địch mà đắc tội toàn bộ thánh thành tổ Hoàng nghiêu dừng bước ánh mắt nhìn tổ hướng thiên trong đôi mắt già nua gần như không thấy được ánh sáng gì cháu cháu nói có gì sai à tổ hướng thiên có chút hoảng cảm giác được ánh mắt của ông làm mình có chút sợ hãi cho tới nay tổ hoàng nghiêu là người được cả tổ thị kính nể nhất không có sức ảnh hưởng của tổ hoàng nghiêu trên quốc tế thì không có tổ thị ngày hôm nay hướng thiên cuộc đời ông từng trải qua rất nhiều chuyện có chút không thẹn với lương tâm có chút che giấu lương tâm ta không cách nào như nghị trưởng thiệu trịnh tình nguyện mất chức cũng phải giữ vững nguyên tắc cùng con đường của mình cũng không thể như hoa triển hồng ở hải cương chảm trừ yêu ma thủ vệ quốc gian lớn mênh mông nhưng ta nắm giữ bản lĩnh mà bọn họ đều chưa từng nắm giữ đó chính là hiểu được nịnh hót nói theo cách có thể diện chính là hiểu được cách do thiệp tổ hoàng nghiêu chống gậy chậm rãi bước về phía trước tổ hướng thiên cung kính đỡ trên đường lớn thánh thành có người đi xung quanh vô cùng huyên náo hai người không trở về nhà chỉ là tản bộ trên đường phố náo nhiệt tổ hướng thiên biết tổ hoàng nghiêu có điều muốn nói với mình từ nhỏ tới lớn tổ hướng thiên đều nghe theo rất ít khi dám tùy ý lên tiếng chỉ là lần này tổ hướng thiên không hiểu được mặc phàm còn có thể cứu sao hắn đắc tội với thánh thành giết chết thiên sứ tuần du là cái đinh trong mắt đại thiên sứ trưởng người như vậy làm sao mà cứu được cháu không có nghi ngờ quyết định của ông chỉ là chúng ta đều biết pháp tắc của thánh thành nhưng chúng ta không thay đổi được gì còn liên lụy tới quyền lên tiếng của tổ thị của chúng ta ở thánh thành tổ hướng thiên nói người rất dễ thay đổi hoàn toàn có lần đầu tiên nịnh nọt được đền đáp sẽ coi cái này là một kỹ năng mới học được cũng từ sâu trong nội tâm ám chỉ đây là bản thân mình ưu tú đây là tiến bộ đây là lột xác bản thân sau đó hoàn toàn lún sâu vào tư bản cùng đặc quyền thế nhưng ta không giống tất cả những chuyện ta làm trong quá khứ bất kể là che giấu lương tâm hay bất nhân bất nghĩa điều chẳng qua là có một ngày như vậy đứng trước mặt người thống trị nói ra những điều muốn nói làm chuyện nên làm tổ hoàng nghiêu tay phải nắm chặt gậy gậy kia như cắm xuống nền tổ hướng thiên nhìn tổ hoàng nghiêu cảm giác không quen người trước mắt này từ nhỏ đến lớn ông giáo dục mình đều là làm sao nhìn về phía trước phải có cái nhìn đại cục phải hiểu được ẩn nhẫn học cách làm sao xoay trái xoay phải càng trưởng khống được cục diện nói lời muốn nói làm chuyện nên làm tổ hướng thiên cảm thấy người trên thế giới này khó nói ra được câu như thế chính là ông của mình ông cảm thấy lần này chính là lúc nên nói ông ông ơi tổ hướng thiên phát hiện ánh mắt của tổ hoàng nghiêu vẫn đang nhìn cuối đường cuối con đường chính là quảng trường cổ lão dùng để trừng phạt từ sau khi hai người kia mất đi từ trên thế giới này biến mất nơi đó hoàn toàn đóng lại tổ hoàng nghiêu vẫn đang đi tới nơi đó con mắt gần như không rời đi tổ hướng thiên hiểu ra trung quy là người kia cũng chỉ có người kia mới để tổ hoàng nghiêu đến tuổi này rồi còn làm chuyện như vậy tóc trắng bạc phơ chống gậy phần thống khổ từ con ngươi già nua gần như muốn tràn ra hóa thành từng hàng lệ rơi tổ hoàng nghiêu không nói ra được câu nào một giọt nước mắt cũng không có cái gì mà thủ vững nguyên tắc đơn giản là mỗi người đều có thất tình lục dục tổ hoàng yêu đang dùng hành động để nói với người đã khuất nội tâm đã hối hận cỡ nào thánh điện michael đứng bên hồ cá đang thả từng chút thức ăn vào trong hồ trong hồ không có một con cá nhưng michael vẫn cứ làm vậy nhưng không bao lâu chim nhỏ xung quanh vườn bay tới ngậm những viên thức ăn trôi nổi trên mặt nước sau đó trở lại nhánh cây càng lúc càng có nhiều chim nhỏ như chuồn chuồn nước ngậm thức ăn nổi trên mặt nước michael không quan tâm ai ăn thức ăn trong tay mình chỉ là cho ăn như vậy rimien bước nhanh tới thể trạng có chút cường tráng của Rimien làm cầu có chút chấn động, rất nhiều bụi bặm rơi xuống. Xuất hiện một chút bất ngờ, lão già tổ Hoàn Nghiêu bất ngờ làm phản Rimien thở phì phò nói: "Trước đây ông ta vẫn luôn làm rất khá hai bên tóc mai của Michael màu bạc, nhưng khuôn mặt lại vô cùng trẻ trung có sức sống, khó mà đoán được hiện tại Michael bao nhiêu tuổi." Nguyên bản buổi thẩm vấn có kết quả, chỉ cần 6 viên thì tên kia chết không có chỗ chôn, vậy mà lại hỏng do chính lão ta Rimien nói. Vẫn chưa thể mở bài, không có niềm tin tuyệt đối thì lật bài lại có khả năng để tất cả việc chúng ta làm trước đó trở thành công cốc Michael nói có tổng cộng 11 viên đá. Hiện tại có thể xác định được ném đá màu đen cũng chỉ có Liên Minh Thợ Săn, Thánh Đường Sưu Tầm, Bao, Tự Do Thần Điện, Hảo Vọng Giác Ma Bảo đã xác định được 4 viên. Trước đó bên Trung Quốc vọng tưởng thông qua thành tích của Mạc Phàm ở Liên Minh Thợ Săn để thay đổi viên đá đen trắng của Liên Minh Thợ Săn, nhưng tiếc là chưa thành công. Thánh Tài Viện cùng dị tài viện đề cử chủ thần quan là Rimien, Rimien có một viên màu đen. Năm viên đá màu đen tuyệt đối đã xác định, còn thiếu một viên cực kỳ trọng yếu vốn chỉ cần tổ hoàng nghiêu tỏ thái độ màu đen trong thánh đình ngày hôm nay như vậy thẩm lý phía sau căn bản không cần tiếp tục tiến hành rimien sẽ trực tiến hành bước cuối cùng phán quyết đá có tội sáu viên đá màu đen mặc phàm chắc chắn phải chết đáng tiếc là tổ hoàng nghiêu lại làm một quyết định cực kỳ không sáng suốt để thẩm lý kéo dài cho mặc phàm một ít chuyển biến tốt tôi cảm thấy kéo dài thêm cũng không phải là chuyện tốt chúng ta đã có năm viên không thể để phát sinh thêm biến số nào chỉ cần thánh khải tri đàn học viện thương hội tộc minh có bất kỳ một viên nào ném màu đen thuận theo chúng ta mặc phàm không có khả năng vươn mình rimie nói ta biết được một ít tin tức đại khai thánh khải chi đàn có xác suất xảy ra biến số michael nói thánh khải chi đàn không phải cho tới nay chưa từng ngỗ nghịch với chúng ta sao rimie kinh ngạc nói lại như những con chim này chỉ cần có người cho chúng đồ ăn chúng đâu có để ý tới người nuôi chim hay là người nuôi cá dù cho liều lĩnh nguy hiểm một chút rơi vào trong nước thì chúng vẫn sẽ đi theo đồ ăn michael nói ý là có người đồng ý cho thánh khải chi đàn lợi ích lớn hơn cho nên bọn hắn gan lớn không nghe theo kiến nghị của chúng ta rimien nói trong quá khứ xác thực thánh thành chúng ta chăm sóc cho thánh khải chi đàn nhưng tới khi chúng ta cần lại không nghe theo lời chúng ta ngoại trừ pathenon thần miếu thì còn ai có thể cho thánh khải chi đàn lợi ích lớn như vậy lại có ai có thể chi phối được nhiều tổ chức ma pháp ngoại trừ Pa-the-nông thần miếu thật đúng là một cô gái lợi hại trước đây đã quá xem thường rồi michael nói chúng ta đã dùng hết khả năng trì hoãn tuyển cử rimien thở dài một hơi pathenon thần miếu vẫn quá khó không chế được Mấy ngàn năm qua, Parthenon thần miếu đều là như vậy. Không cảm thấy có chút đáng sợ sao? Michael hỏi. Đáng sợ gì cơ? Riemel không hiểu nói. Từ khi nào mà chúng ta xử trí một dị đoan lại lo lực như vậy? Từ khi nào mà tất cả tổ chức lớn dần thoát ly khỏi chúng ta? Michael nói. Đại khái là tên mặc phàm này khá phiền toái. Cũng không phải ai cũng có sức ảnh hưởng cùng thực lực như này. Riemel nói. Vì thế tên mặc phàm này mới đặc biệt đáng sợ. Hắn đã có thể ảnh hưởng tới gần một nửa các tổ chức ma pháp trên thế giới này. Michael nói. Michael, hiểu như thế có chút sai lầm bởi vì chúng ta muốn thẩm phán một người có sức ảnh hưởng vào tội chết cho nên mới gặp phải nhiều phản đối như vậy bao gồm cả dư luận cũng đang phản đối cái này quá bình thường lúc trước cưỡng chế xử quyết văn thái giống với kết quả như ngày hôm nay có rất nhiều người đã không vừa lòng với cách xử trí này của chúng ta như nếu phản đối thánh thành hoặc tuyên chiến với thánh thành chúng ta tôi nghĩ bất luận tổ chức nào bất kỳ người nào cũng không dám làm như vậy chúng ta vẫn là người trưởng quản nhân gian chỉ là quyết sách của chúng ta không nhất định được tán đồng trăm phần trăm ảnh hưởng một nửa tổ chức ma pháp sao tên mặc phàm này còn kém xa lo lắng thái quá rồi rimien nở nụ cười michael suy nghĩ cẩn thận một chút xác thực là như vậy bản thân mình đã chui vào một khái niệm sai lầm tạo áp lực cho bên học viên đi chúng ta cần viên đá màu đen bên tổ chức học viện michael nói tên này đạt được đệ nhất học phủ chi tranh thái độ bên học viện cũng rất do dự đại khái là lo lắng danh dự của học phủ chi tranh thánh học phủ Ojos, núi anper đang dùng hết khả năng tẩy đi tội danh của mặc phàm rimien nói được rồi ta biết đại khái không thể không nói cái tên này trong quá khứ tích góp không ít phẩm đức nhưng đáng tiếc tại sao lại bước vào con đường tà thần Michael nói tiếp tục thẩm lý đó là đương nhiên thần nữ muốn gặp hắn e là chúng ta không từ chối được cho cô ta gặp nhưng nhất định ngươi phải có mặt thánh điện hành lang đại sảnh có một danh dự chậm rãi tiến vào trong đại sảnh chính là những kỵ sĩ tới từ Parthenon thần miếu bọn họ chỉnh tề xếp thành hai hàng hình thành từ người giữa đường từ người Diệp Tâm Hạ mang váy màu trắng mộc mạc cực điểm nhưng xa hoa cực điểm những thánh tài giả trong thánh điện không khỏi hít vào một hơi vì sao Parthenon thần miếu phô trương còn cao quý hơn thánh thành bọn họ một bậc. Chúng tôi cần làm kiểm tra, không thể mang theo bất kỳ vật chất ma pháp nào thánh ảnh Brook nói với Diệp Tâm Hạ. Ý của ngươi là soát người, Diệp Tâm Hạ hỏi ngược. Gần như thế, bất kể là ai tiến vào trong đây, thánh ảnh Brook làm ra dáng vẻ giải quyết việc chung. Lúc này Waris đi tới trước mặt thánh ảnh Brook, đôi mắt kia tràn ngập địch ý. Waris đang dùng khí thế để nói cho tất cả người thánh điện, ai dám tới gần thần nữ nửa bước, dù đụng vào một sợi tóc cũng sẽ chém đầu người đó xuống, bất kể người đó là ai trong lúc nhất thời bầu không khí hành lang đại sảnh trở nên vô cùng đáng sợ một bên là đoàn kỵ sĩ những kim diệu kỵ sĩ cùng phong hào kỵ sĩ này đã hoàn toàn khác lúc trước bọn họ có mấy người đủ phân cao thấp với thánh ảnh một bên khác là thánh ảnh cùng thánh tài giả bọn họ chưa bao giờ chịu khiêu khích ở ngay địa bàn của mình từ bao giờ pathen nông thần miếu lại dám làm càn với thánh thành như vậy dương cung bạt kiếm diệp tâm hạ đối với cục diện như thế cũng không có ý ngăn lại mãi tới khi đại thiên sứ Rimiro từ một bên đi ra ho một tiếng nếu muốn tới thăm tại sao lại không dựa theo quy củ tới thăm rimien đi tới khoát tay với những thánh ảnh cùng thánh tài giả ra hiệu thu hồi địch ý không cần thiết ta không đáng được thánh thành tín nhiệm diệp tâm hạ nở nụ cười nói ha ha chúng tôi làm sao mà không tin cô đi thôi ta vẫn sẽ ở bên cạnh cô những kỵ sĩ của cô cũng không cần lo lắng tới an nguy của cô đại thiên sứ như ta bảo vệ thần nữ hắc ám vương có đến cũng đừng hòng làm tổn thương tới vị thần nữ cao quý của các ngươi đại thiên sứ rimien làm một tư thế xin mời waris cô ở lại đây với những người khác ở lại đây Ừm waris gật đầu bệ hạ thần muốn đi gặp người bạn cũ của mình điện chủ hải long mở miệng nói được đại thiên sứ rimien đưa diệp tâm hạ tới sân cỏ dại bên trong che kín kết giới cực kỳ nguy hiểm nếu không có thiên sứ thánh thành ở đây thì rất dễ gợi ra lực hủy diệt vượt xa cầm chú diệp tâm hạ đi theo rimien xuyên qua đường nhỏ dài rốt cuộc thấy được một người nằm đờ ra trong sân mọc cỏ dại đó là mặc phàm trên miệng còn ngậm một cọng cỏ lau hai tay đặt sau gáy đôi mắt nâu đen đang nhìn lên bầu trời Bắc thành có nhiều sườn núi um tùm hoa cỏ lúc không biết đi tới chỗ nào tìm mặc phàm diệp tâm hạ chỉ cần đi thẳng theo đường cũ đến nơi có bậc thang đá cũ hướng về sườn núi gọi một tiếng chẳng mấy chốc sẽ có một cái đầu từ chỗ cao thò ra sau đó mặc phàm sẽ nhanh chóng đi xuống ôm mình còn chiếc xe lăn vẫn ở lại bậc thang đó là một mảnh tịnh thổ nho nhỏ rất nhiều lúc mặc phàm sẽ như này nằm trong bụi cỏ không sợ côn trùng cũng không sợ mũi không chỉ là đờ ở chỗ đó khi có người thì nói liên tục đều là một ít chuyện ảo tưởng không đâu vào đâu như làm người ta có cảm giác chân thực anh mặc phàm diệp tâm hạ đi về phía cỏ dại tới chỗ mặc phàm nằm mặc phàm nghiêng đầu khi phát hiện người tới là diệp tâm hạ khuôn mặt tẻ nhạt kia nhất thời tràn ngập vẻ vui mừng mặc phàm từ mặt đất này lên ôm diệp tâm hạ một cái khả năng còn cảm thấy chưa đủ thể hiện nỗi nhớ mặc phàm ôm diệp tâm hạ cố ý xoay vài vòng đại thiên sứ rimien ở một bên nhất thời bị nhét cơm chó đầy mồm muốn quay mặt đi chỗ khác không để ý tới hai người trẻ tuổi thân mật nhưng cân nhắc tới mặc phàm hiện tại là trọng phạm không thể cho có một cơ hội chạy trốn rimien không thể không nhìn bọn họ thánh ảnh brook cũng ở đó ánh mắt có vẻ đặc biệt kỳ quái Mạc Phàm lúc này làm sao để ý tới cảm nhận của những người kia, hôn nhẹ, ôm lấy, dù chỉ trong thoáng chốc. Mạc Phàm muốn phá bỏ gông xiềng trên thân muốn làm thịt mấy con chó thánh thành này, mang theo tâm hạ tới nơi không ai tìm được, không tu không tao sinh hoạt. Em có thể tự bước đi, Mạc Phàm đi một vòng quanh Diệp Tâm Hạ, tỉ mỉ đánh giá. Diệp Tâm Hạ có chút thẹn thùng, dù sao nào có ai để mình đứng tại chỗ, sau đó như từ nhiều góc độ thưởng thức như một món đồ, xem xét từng khoảng cách khác nhau. Nhưng Diệp Tâm Hạ vẫn nghe theo, dù trong sân vẫn có hai người theo dõi, Diệp Tâm Hạ cũng dừng lại theo Mạc Phàm nói, ừm thân hồn không còn là gánh nặng có thể diệp tâm hạ trả lời mặc phàm cũng không biết vì sao trong lòng đột nhiên chua sót thật vất vả thật vất vả cất bước như thường chuyện thứ nhất mà diệp tâm hạ muốn làm đó chính là cùng toàn bộ với mặc phàm đi trên đường phố huyên áo cũng được đi trên đường mòn u tĩnh lại như những đôi tình nhân khác tay trong tay chậm chậm bước đi nhưng mà chuyện như vậy đã biến thành một hy vọng xa vời mặc phàm bị giam ở thánh thành bị những nhân loại mạnh nhất trên thế giới giam giữ giả như thẩm lý không thuận lợi thì rất khả năng cả đời này diệp tâm hạ không còn cơ hội nào nữa nên làm gì chịu đựng trong lòng diệp tâm hạ thì mặc phàm vẫn luôn không thể thay thế được sao vậy làm sao mà mặc phàm không thấy được tâm tình của diệp tâm hạ mi mắt diệp tâm hạ thoáng buông xuống mặc phàm biết diệp tâm hạ đang vì chuyện nào đó mà thương cảm không không làm sao cả diệp tâm hạ không dám nói ra khỏi miệng chỉ dùng một nụ cười che đi tâm sự của bản thân mặc phàm nhìn diệp tâm hạ không thể không nói những năm qua diệp tâm hạ thay đổi rất nhiều tâm tình có thể giấu đi dù cho nội tâm mất mát rất thương tâm cũng có thể trong nháy mắt dùng nụ cười tự nhiên xóa đi theo người khác có lẽ chỉ là phân tâm nhưng mặc phàm hiểu rất rõ diệp tâm hạ mặc phàm biết tất cả những cử chỉ quen thuộc thường là từ nhỏ dưỡng thành nhỏ bé tới mức chỉ có người thân mới có thể phát hiện không cần lo lắng cho anh anh nói chính là sự thật mặc phàm xoa tóc tâm hạ ừm em không lo lắng diệp tâm hạ gật đầu diệp tâm hạ không còn vì chuyện nào đó mà lo lắng thương cảm biết lo lắng khổ sở cũng không có chút ý nghĩa nào có một số việc cần liều tranh cướp nói ví dụ như là người trước mắt diệp tâm hạ có bao nhiêu trí thân ghê gớm mỗi một người đều là cả thế gian nghe tên nhưng trên người bọn họ không cảm giác được từng tia nhiệt độ tình thân Diệp Tâm Hạ chỉ nhớ khi mình trốn trong tủ lạnh, là Mặc Phàm xuyên qua bác thành dùng thân nhiệt bản thân ôm thân thể mình lạnh lẽo. Diệp Tâm Hạ chỉ nhớ rõ mình trong vực sâu tử vong, Mặc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ dù cháy hết ngọn lửa sinh mệnh cũng không buông tay rời mình đi. Anh Mặc Phàm, từ trước tới nay đều là anh bảo vệ em, lần này hãy để em bảo vệ anh, dù như nào em cũng sẽ không để Thánh Thành tổn thương anh được Diệp Tâm Hạ nói trong lòng. Diệp Tâm Hạ không nói với Mặc Phàm, mà đang tự nhủ. Diệp Tâm Hạ tuyệt đối không cho phép bất luận người nào trên thế giới cướp đi tự do của Mặc Phàm, cướp đoạt tính mạng, cướp đoạt linh hồn dù cho là thánh thành dù cho ngàn vạn không muốn nhưng diệp tâm hạ vẫn dựa theo quy định rời khỏi sân cỏ dại giam giữ mặc phàm thánh ảnh group hộ tống diệp tâm hạ trở lại đại sảnh đại thiên sứ rimien kiểm tra toàn thân mặc phàm phòng ngừa diệp tâm hạ đưa cho mặc phàm một ít đồ có thể trợ giúp chạy trốn Brook bước đi rất chậm con mắt nhìn dáng người thướt tha của diệp tâm hạ không thể không thừa nhận là Brook có chút đố kỵ với tên tù nhân kia rất khó có thể tưởng tượng vinh váo hung hăng trước đó khi chàng thần nữ cường đại nhấn toàn bộ thánh tài giả cùng thánh ảnh ở thánh điện lại ở trước mặt tên tù nhân chết tiệt này nhu tình như nước dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!